khi tấu hài là năng khiếu bẩm sinh, Leon hay đen siêu biểu cảm bất phân thắng bại. Những em bé trong showbiz Việt luôn là đề tài nóng hổi của cư dân mạng từ khi mới lọt lòng. Có những em bé không chỉ sở hữu khuôn mặt kháu khỉnh, lanh lợi mà còn có khả năng tấu hài từ khi mới lọt lòng, khiến những khán giả như tôi có những giây phút thoải mái khi bắt gặp những video về các bé. CC con gái Chester T. Trâm Anh. Đúng như dự đoán từ khi mới sinh ra, con gái Chester T. Trâm Anh đã chứng minh bản thân có tố chất điển hình của một người có máu nghệ thuật. CC tên thật là Nguyễn Anh Chi, là con gái đầu lòng của ca sĩ Chester T. và hot girl Trâm Anh. Đến nay, CC đã gần 4 tuổi. Hiện tại, trang cá nhân của nhóc tì này đã đạt hơn 189.000 lượt follow. Ngay từ khi mới chào đời, CC đã có những biểu cảm hài hước chẳng kém bố Chester T. là bao. Và từ đó đến nay, nhóc tì vẫn luôn duy trì độ mặn mòi từ trong máu của mình. Cùng những khắp chân mặn như muối biển của bố mẹ, thì CC được xem như một cây hài của giới trẻ. Trong một video tập dỗ em khóc do bố Chester T. đăng lên, CC đã có cách dỗ em khiến fan được một fan cười bò vì độ cục xúc cũng như không kém phần dễ thương. Sau khi Mino, con trai thứ hai của Chester T. và Trâm Anh chào đời, hai chị em tiếp tục cùng nhau trở thành những thánh biểu cảm có 102 trong showbiz Việt. Hay đen, con trai Trà My Idol. Nếu như anh trai Gia Huy gây sốt cộng đồng mạng bởi nhan sắc không thua kém tài tử điện ảnh nào, thì Hayden, cậu út nhà Trà My Idol, lại được mệnh danh là nghệ sĩ hài mới nổi của Vbiz. Từ khi mới chào đời, Hayden đã được xem như phiên bản thứ hai của bố bởi vẻ ngoài bụ bẫm, hai má bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Hayden tên thật là Gia Hưng, đến nay đã gần 3 tuổi. Trà My chia sẻ ngoài việc ham ăn thì cậu bé này còn rất hay dỗi, từ đó có những biểu cảm mà netizen nhìn vào chỉ biết cười nghiêng ngả. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Hayden đã ra dáng một cậu bé rất đào hoa và ga lăng với các bạn nữ. Trong nhiều khoảnh khắc mà nữ ca sĩ đăng lên mạng xã hội, Hayden không ngần ngại thơm má hay bất chấp sự ngăn cản của người thân mà hái ổi để tặng các bạn nữ. Bởi mới thấy, Hayden đáng yêu như vậy mà sao cộng đồng mạng không yêu cho được. Leon, con trai Hồ Ngọc Hà, Kim Lý. Leon ơi, Leon trợn mắt lên mình nữa. Leon là em trai sinh đôi với Lisa, cả hai chào đời vào cuối năm 2020, nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi sự đáng yêu kháu khỉnh. Dù là sinh đôi, nhưng tính cách của Leon và Lisa rất khác biệt. Nếu Lisa điềm tĩnh dịu dàng, thì Leon lại trộm vía phấn khích và quậy hơn Lisa. Trên Instagram cá nhân của hai bé, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường có phần nghịch ngợm đáng yêu. Leon có nét giống bố Kim Lý nhiều hơn, từ sóng mũi cao thon gọn đến khuôn miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt trong veo một mí, nhưng rất hay trợn tròn và hay liếc, đã giúp Leon thành công trở thành thánh meme của showbiz Việt. Hơn thế nữa, hành động có phần ăn hiếp chị Lisa của Leon đôi lúc khiến tôi không thể không bật cười bởi sự đáng yêu này. Moon, con gái Võ Hạ Trâm. Con gái của Võ Hạ Trâm chào đời vào tháng 7 năm 2021, tên thật là Châu Harry Tây Phương hay còn gọi là Moon. Bé Moon từ khi mới chào đời đã được cộng đồng mạng nhận xét là giống bố y như đúc, thậm chí có phần gây hài hơn bởi loạt biểu cảm không giống ai. Hầu hết trong những khoảnh khắc mà mẹ Võ Hạ Trâm đăng lên, bé Moon không trong mày thì lại bĩu môi, liếc mắt, khiến dân tình không khỏi phì cười. Có lần nữ ca sĩ chia sẻ nhóc tì này thay đổi biểu cảm rất nhanh. Moon méo máu khi thấy mẹ khóc, nhưng nhìn bố cười, con biểu cảm tuê tuét theo trông rất đáng yêu. Bé Moon vẫn chưa được vợ chồng Võ Hạ Trâm lập tài khoản cá nhân riêng. Tuy nhiên, với vô số biểu cảm độc đáo và hài hước như thế, thì lượng người hâm mộ Moon cũng không kém bất cứ nhóc tì nào khác trong showbiz Việt. Quả thật không sai khi nói những nhóc tì của các sao Việt luôn có một sức hút đến không thể tưởng tượng nổi. Biểu cảm, thần thái, cử chỉ của các em bé cứ khiến người hâm mộ như tôi nhiều lần điêu đứng vì trộm vía quá đáng yêu. Trong tương lai, nếu các bé dấn thân vào con đường làm diễn viên hài, chắc chắn Trường Giang Trấn Thành cũng phải e dè vài phần. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!